một hành tinh xa xôi trái đất có tên gọi là Moon, nơi một chủng tộc người nguyên thủy đang sinh sống yên bình. Đây chính là công chúa Mina của vương quốc. Con vật nhỏ này trông vậy thôi chứ chính là thần thú chuyển đổi của cô ấy. Sau khi thức dậy, Mina rửa mặt bằng ngọc trai chứ không phải là nước như người bình thường. Những cư dân ở đây khai thác thứ ngọc trai sẵn có để có thể dâng cho nữ hoàng của họ. Tuy nhiên, khi hơ bàn tay của mình qua một lượt thì vị nữ hoàng chỉ chọn ra một viên ngọc trai tinh xảo và đẹp nhất trong số đó. Viên ngọc sau đó được đưa tới cho Mina để cô cho thần thú nuốt trọn vào trong. Ngay sau đó nó liền tạo ra vô vàn những viên ngọc trai khác, như lời cảm ơn với thiên nhiên đã ban tặng. Bỗng sau đó bầu trời của hành tinh như đang bị thứ gì đó tấn công. Ngay lập tức người cư dân đã được điều động để lẩn trốn. Khi Mina trở lại tìm mọi người thì đã chẳng thấy ai nữa rồi. Một con tàu đang rơi xuống và bắt đầu tạo thành một vụ nổ siêu lớn. Đã có một vài cư dân tận dụng được một con tàu rơi trước đó để tránh khỏi vụ nổ. Đúng lúc này Mina tìm thấy họ ra sức cầu cứu. Nhưng lúc này họ chẳng có cách nào kịp mở cửa cho cô ấy vào. Công chúa đành chấp nhận số phận của mình và phát ra một nguồn năng lượng cực lớn. Tại hành tinh có tên gọi là Kirian, Valerian và Lo đang có mặt để thực hiện một nhiệm vụ, đó là tìm con thú chuyển đổi cuối cùng còn sót lại về hành tinh Alpha. Chẳng hiểu sao đi làm nhiệm vụ nhưng hai người trông cứ như đi nghỉ mát vậy. Đến cả mấy anh lính này cũng phải bất lực với họ. Tuy nhiên lúc này Valerian và Lo phải tách nhau ra để thực hiện nhiệm vụ. Valerian nhanh chóng lẩn theo đoàn người tham quan để đi vào khu vực chợ lớn. Bên ngoài trông mọi thứ chỉ như một sa mạc. Tuy nhiên với chiếc mũ đội trên đầu thì anh có thể thấy rõ chiều không gian khác của chợ lớn. Lúc này anh đã tìm thấy một người trong đội có tên là Cooper. Anh ta cung cấp cho Valerian là một chiếc kính có thể nhìn theo được chiều không gian này, một khẩu súng và một thiết bị có khả năng giúp Valerian dịch chuyển tức thì. Cuối cùng dùng máy quét để anh có thể tàng hình đối với chiều không gian khác. Lúc này đâu đó trong khu chợ, hai người của hành tinh Moon đang có mặt tại đây, gặp gã Siruss để trao đổi một món hàng. Họ đưa một viên ngọc trai vô cùng tinh xảo ra cho hắn. Nhưng dưới sự nhẹ dạ của thì họ đã bị Siruss lật lọng. Đúng lúc đôi bên đang căng thẳng nhất thì Valerian đã có mặt chĩa họng súng vào sau đầu Siruss. Theo thiết bị giao tiếp thì Lo tới nơi và mang theo chiếc hộp tới chiều không gian đó. Ngay khi thú chuyển đổi được đưa vào hộp thì cô đã rời đi trước. Tuy nhiên trước khi rời đi Valerian còn tham lam ẵm luôn viên ngọc trai giá trị đó. Bất ngờ con chó hắn tấn công khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ngay lập tức Cooper được giao nhiệm vụ tới hỗ trợ anh ta. Valerian chạy trốn được một lúc thì lại bắt gặp tên lính canh. Hắn nhanh trí bắn loạt đạn nam châm để có thể giữ chân Valerian lại. Đen đủi thay vị trí đó là còn là một nắp cống nữa chứ. Valerian cố nhấc lên thì lại vô tình làm anh rơi xuống N tầng bên dưới. Cuối cùng là đúng chỗ một cậu nhóc đã chơi súng đồ chơi. Valerian liền tháo ra một viên đạn cho thằng bé bắn đúng tên lính canh. Tiếp theo anh dùng thiết bị đảo ngược làm loạt đạn bay hết sang người của hắn. Sau đó Valerian chơi trò đu dây súng đạp trúng hai tên lính và vào thang máy thành. Tiếp theo nhờ sự yểm trợ của đội mà hai người đã thành công quay lại xe. Tuy nhiên con chó của Siruss lúc này đã phá cả tường đuổi theo cả đội. Họ cố gắng chống trả nhưng con vật vẫn rất cứng đầu lao vào chiếc xe. Đã thế nó còn leo lên xe đánh bay khẩu súng máy bên trên. Khi này nó bắt đầu cố phá tan con xe bọc thép một cách thật nhẹ nhàng. Valerian và Lo liền lấy thú chuyển đổi thoát thân lên con tàu kịp thời. Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thì nó cũng đang cố chấp để có thể leo lên con tàu. Thế là Valerian liền cho tàu bay vút lên thật cao khiến con vật bắt đầu sợ hãi. Tiếp theo là tăng tốc làm nó tuột ra và lơ lửng rơi xuống. Lúc này Lo bắt đầu mang thần thú ra khỏi lồng và tiến hành chữa trị cho nó. Khi này thì hai người đã trở lại Alpha, một thành phố hiện đại với hàng triệu loài sinh vật đến từ hàng ngàn hành tinh khác tới đây sinh sống. Mỗi khu vực khác nhau sẽ là nơi sinh sống và phát triển của những giống loài khác nhau. Và đây cũng chính là căn cứ của bộ phận giữ gìn hòa bình thiên hà, nơi mà Valeria và Lo đang làm việc. Chỉ vừa mới quay lại thì hai người đã có một nhiệm vụ mới từ chỉ huy, đó là một khu vực trung tâm thành phố đã phóng xạ. Với nhiều binh lính đã được cử đi điều tra nhưng đều không quay lại. Bên cạnh đó khu vực này đang ngày một lớn dần lên, nên việc ngăn chặn là hết sức cấp bách. Và Valerian cùng Lo sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tướng quân. Khi rời đi thì Philip đã đi vào một căn phòng bí mật. Ông đang giấu mọi người để tra khảo một cư dân hành tinh Moon. Ngày hôm nay Valerian và Lo sẽ thực hiện vai trò bảo vệ an toàn cho Philip trong hội nghị thượng đỉnh. Cuộc họp có sự tập trung của những cá nhân cao cấp nhất các loài tại Alpha, với mục đích là tìm hướng giải quyết thế lực đang tấn công từ trung tâm Alpha. Nhưng khi cuộc họp đang diễn ra thì báo động đỏ vang lên tại khu vực B. Đó là một thứ kỳ lạ mà mọi người đều không thể nhận dạng được DNA. Bất ngờ sự tấn công dồn dập này chính là người của hành tinh Moon. Chất liệu kết dính của họ đã nhanh chóng hạ ngục Lo và Valerian. Rất nhanh chóng toàn bộ người tại hội nghị đã bị hạ ngục. Và chỉ huy Philip đã bị họ mang đi. Tuy nhiên với thiết bị thủ sẵn trên mồm, nó mở ra là một con nhện máy và nhanh chóng cắt đứt lớp keo dính giúp Valerian thoát ra ngoài. Tiếp theo là kịp thời giải cứu Lo, nhưng anh sẽ tự mình đi tìm kiếm Philip. còn Lo sẽ về phòng chỉ huy để hỗ trợ anh quan sát. Con đường ngắn nhất để Valerian băng qua là một con đường chẳng giống một ai, có thể thấy nó đã gần như băng qua mọi khu vực của mỗi sinh vật khác nhau. Lúc này thì nhóm người Moon đã mang Philip lên tàu, buộc Valerian cũng phải nhanh chóng đuổi theo họ bằng con tàu của mình. Nó hiện đại tới mức có thể tách nhau ra để tránh hai quả tên lửa từ anh. Ngay lập tức anh đổi sang đuổi theo con tàu đang giữ chỉ huy Philip. Vì kích thước tàu lớn nên tính cơ động sẽ không cao bằng tàu đối thủ, buộc Valerian lúc này phải sử dụng một con tàu nhỏ gọn hơn. Nó nhanh chóng phát huy hiệu quả khi anh đã phóng neo trúng con tàu có chỉ huy phía trước. Nhưng đâu ngờ nó liền tăng tốc làm cho Valerian liên hồi va đập vào xung quanh. Không ngoài dự đoán thì anh đã biến mất vào vùng đỏ trước sự tuyệt vọng của Lo. Cô ấy lập tức muốn đi giải cứu nhưng vị tướng quân đã cho người ngăn cô lại. Trên đường di chuyển thì Lo đã hạ ngục hai anh chàng vô dụng này để đi tìm Valerian. Cô bắt gặp nhóm sinh vật Dorgan và yêu cầu chúng đi theo mình. Qua đó cô thỏa thuận được với chúng để tìm được vị trí của Valerian. Chúng dẫn Lo tới gặp một người đàn ông trông vô cùng bê bết, kế là dùng cả kim cương để thực hiện thỏa thuận với ông ta để được lên tàu. Đối mặt với họ lúc này là những con vật to lớn, gã thuyền trưởng liền từ từ đi lên và lấy con sứa ngay trên lưng nó. Tuy nhiên con vật đã phát hiện khiến cả con tàu lăn lộn vòng vòng. Vậy là một cuộc tẩu thoát vô cùng gay cấn được diễn ra ngay dưới lòng đại dương này. May mắn là thuyền trưởng đã có thể mang cả bọn họ thoát khỏi đây an toàn. Khi đã có được con sứa, Lo liền mang cả nó úp xuống đầu mình. Nhờ vậy mà cô có thể quan sát thấy những hình ảnh của Valerian. Cũng nhờ vậy mà Lo đã biết được vị trí mà Valerian đã mất dấu. Không chần chừ cô đã tự mình tới được nơi cô cần tìm. Ngay sau đó là tìm thấy Valerian đang bất tỉnh kế bên con tàu của anh ta. Sau khi dùng một thứ thuốc gì đó thì cô đã giúp đánh thức Valerian dậy. Phía bên đài chỉ huy thì tướng quân đã phát hiện người của hành tinh Moon bị nhốt. Ông liền cho người thả anh ta ra và đưa tới nơi an toàn để chăm sóc. Trở lại thì Lo đã vô tình chúng phải móc câu cải trang thành con bướm. Cứ thế cô đã thành mồi của những cần thủ dị hợm này. Ngay lập tức Valerian cũng nhảy xuống bám vào được một móc câu khác. Lên đến trên anh liền một súng hạ ngục hắn và bám sát theo kẻ đã bắt Lo đi. Để vào được lãnh địa bọn chúng thì Valerian phải tìm được một người giam OOB. Theo yêu cầu thì người đàn ông đã đưa Valerian gặp được một cô gái có khả năng thay đổi ngoại hình. Cô ta có tên là Bắp Bờ và đã chấp nhận giúp Valerian giải cứu Lo. Cứ như thế cả hai hòa làm một để hóa thân thành một trong số chúng. Và may mắn là họ đã có thể an toàn đi vào trong. Họ đành miễn cưỡng hóa thân thành bồi bàn bưng đồ ăn ra ngoài sảnh. Giờ họ mới nhận ra đây chính là bữa trưa của hoàng đế Boulan của vùng đất này. Đúng lúc này họ lại trông thấy Lo trong trang phục khá lộng lẫy dâng đồ ăn tới Boulan. Hắn thấy vậy vô cùng thích thú liền vắt cả trái cam lên đầu của cô. Tiếp là tính nghiền nát đầu Lo buộc cô nhanh chân té nhưng không thành. Ngay lập tức Valerian phải ra tay hành động và thành công hạ ngục lần lượt những tên lính, kế là chém bay đầu luôn vị vua Boulan của chúng. Những tên lính khác bắt đầu chống trả buộc Valerian và Bắp Bờ phải tách nhau ra. Cô ấy còn dám hóa thành Valerian nên đã ăn một tát của Lo ngay lập tức. Sau một hồi chiến đấu thì Valerian cũng đã hạ hết những đám lính canh này. Nhưng chỉ sau đó thôi cả một đám lính canh khác đã tìm tới. Thế là hai bên lao vào nhau trông rất chi là dũng mãnh. Tuy nhiên thì ba người đã nhanh chóng tẩu thoát xuống dưới nắp cống. Nhưng khi rơi xuống thì họ nhận thấy Bắp Bờ đã bị thương mất rồi. Chỉ ngay sau đó cô ấy đã hóa cát bụi ngay trên tay của Valerian. Cùng lúc này thì tướng quân đã triệu tập binh lính để tìm kiếm Valerian và Lo. Bên này thì hai người đã ngày càng tiến sâu vào vùng đỏ hơn. Tuy nhiên họ lại không thấy dấu hiệu phóng xạ như chẩn đoán của Philip trước đó. Lúc này một người hành tinh Moon xuất hiện tự xưng mình là con trai hoàng đế có tên là Churi. Cứ thế hai người bước qua cánh cổng và được họ dẫn tới gặp vị hoàng đế. Có vẻ nơi đây đã trở thành nơi cư trú của người Moon khi hành tinh họ bị tàn phá. Tại đây Valerian và Lo thấy được Philip đang nằm bất tỉnh, cùng với tên vị hoàng đế của họ là Haban. Ông ta tiết lộ trước khi chết thì công chúa Mina đã để lại linh hồn trên người Valerian. Ngay khi Haban chạm vào người của Valerian thì bóng dáng của công chúa đã hiện ra. Tiếp theo đó hoàng đế nói lý do họ có mặt tại đây là do hành tinh của họ đã bị tàn phá dưới một hình thức vô cùng vô lý, là gián tiếp bị ảnh hưởng của một cuộc chiến bên ngoài không gian. Những người sống sót còn lại là nhờ đã kịp thời đi vào một con tàu. Cứ thế họ sửa chữa con tàu và tìm được Alpha. Tại đây họ sống một cách ẩn dật và học hỏi được cách có thể phục hồi một thế giới mới cho riêng họ. Khi đã hiểu mọi chuyện thì Haban đã đánh thức Philip. Lúc này thì Valerian với Lo mới biết ông ta đã có mặt trong cuộc chiến ảnh hưởng đến hành tinh Moon. Và khi Philip phát hiện người Moon sinh sống trong Alpha đã tìm cách tiêu diệt họ để giấu tội ác của mình. Sau những lập luận không thể chối cãi thì Philip cũng đã thừa nhận hành động diệt chủng đó. Với thái độ không hối lỗi của mình thì ông ta đã ăn một đánh của Valerian mà ngất xỉu. Sau đó hai người đã trả lại viên ngọc trai cùng với con thú chuyển đổi cho Haban. Ngay lập tức ông ấy thực hiện nghi thức chuyển đổi tạo ra vô vàn viên ngọc trai. Một nguồn năng lượng cực lớn liền xuất hiện cung cấp cho toàn bộ con tàu. Sau đó toàn bộ không gian này đã biến thành chiều không gian như hành tinh Moon trước đó. Tuy nhiên lúc này binh lính đã tìm đến ngay ngoài cánh cổng. Nhận thấy điều này, những người cư dân Moon đành chọn cách xuất hiện đồng loạt trước họ. Bên trong lúc này thì Valerian và Lo đã liên lạc với tướng quân đề nghị dừng cuộc tấn công lại. Nhưng họ không ngờ rằng Philip đã ra lệnh cho toàn bộ lính robot tấn công, kể cả đó là người của ông ta ở phòng chỉ huy. Valerian lập tức chạy ra ngoài cánh cổng yểm trợ mọi người. Với sự khéo léo của mình thì anh đã hạ được kha khá những tên robot. Khi mà những quả bom phát nổ, thì Valerian quyết định quay lại và con tàu người Moon cũng đã bay vút ra ngoài không gian. Còn Philip thì đã bị trói lại treo lơ lửng trong sự cay cú. Lúc này thì Valerian và Lo đã bị bỏ lại một mô đun của con tàu. Tại đây họ đã quyết định làm nháy giải khuây sau mọi chuyện. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho Bún một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn các bạn trong những video